cái bài học đầu tiên này em bất ngờ, tại vì là khổ nhất là khổ này nó hơi to so là người mà chưa được cầm bút mà ghé được như này. Em thấy là chính mình là cũng bất ngờ, tại vì ngày trước mà em ghé mà rút của em thì nó thật là không được như này đấy, nhưng mà mọi người làm như này thì này đấy, cái khóa học này sẽ khả quan rất thành công. Thì bây giờ em đi vào chi tiết cụ thể từng bài để nhận xét đánh giá cho mọi người cái mạnh yếu để sau này những bài sau này mình rút chút nhé. Khả năng là từ từ bài của anh Đức ấy. về bài về Đức thì là từ đầu ngay từ đầu là anh em nói vui nhận xét ok là cái cây tùng là đẹp nhất. Tùng mấy ông cò thì nó hơi bị ngả nghiêng một tí, nó hơi bị say thuốc, say sóng. Còn chính thác nước của anh này cũng là ok đấy. Thác nước của anh cũng tuyến là hơi nhạt, anh còn đẩy nhưng mà hơi yếu. Đẩy bung cái đuôi cho một chút nữa thì có vẻ hợp lý hơn. Đấy, cái thác của anh là cũng ok, nó hơi bị trắng quá, nên là cái mảng động của nó. Đây, xin mời tác giả lúc chạy, mời ngồi vào cùng. cái mảng lớp của anh là thêm được một tí nữa ấy. Ở cái mẻo này lúc em là chỉ anh, nhưng mà anh lại cứ lấy cái bút xong anh gửi ngược lên nó bết hết, nhưng mà không sao, dù sao thì cũng là cái sản phẩm của mình. Thế còn mấy cái chỗ này thì nói chung là cơ bản là đầu tiên thì chê khen thì nó vô cùng đó. Đầu tiên đối với em là ok, nhưng mà nó hơi bị rối thì cái vấn bệnh mà chấm và rối lát này nó không kìm được cấu trúc ấy. Thì đấy là cái bệnh chung của tất cả mọi người mới bắt đầu học. Cái tùng này có vẻ hơi nghiêng một tí nhỉ, hơi đổ đây. Nó là cỏ động nhiều quá lắm. Đấy, cái cây tùng này kể ra em quên không để ý, bảo anh đập thêm một tí cho nó che hẳn ra cái thằng núi này. Đập che hẳn ra cái thằng núi này thì em nghĩ là đẹp hơn nữa. Cây tùng này là cái cách này là cái cách hay đấy. Em bất ngờ này, lúc anh đập vào lúc em ra nhìn thấy là nó ổn rồi. Em định là chỉnh sửa anh một tí mà thôi, cái tại cái này là của anh thì thôi cứ để nó đẹp. Nó đẹp, nó khối của nó khỏe. Cái này khối của nó khỏe. Sâu. Nó không tham vào chúng ta, không tham vào nữa. Không tham vào những cái ở này nó que là cái cành này anh mà không vung tay, kéo tay tí thì chắc là ok hơn nữa. Nhưng mà như này em thấy là cái thùng đẹp. Có thật nếu mà về khối, kể cả cái khối này nó còn chắc hơn cả khối của em. Đấy là sự thật luôn. Cái khối hình cũng khỏe và chắc độ nhạt nó tốt hơn. Đấy là nhận xét một cái công bằng luôn. Đấy mọi người học thì sẽ biết. Đây cái của em này. Cái khối của em nó không chắc bằng. Tại vì đôi khi là mình hướng dẫn mình xa đà mà nhiều cái có thứ nhất mình cũng đập nhiều thêm là cũng có tối có sáng đập vào là nó cũng chỉ tiêu như cách này là tốt. Được cái tốt nhất là cái đủ. Còn cái thuyền thì nghe kẻ nó hơi siêu vẹo tí. Cậu bồ này hơi lệch, cố gắng không khen. Mà anh ấy không có cái mạng tuyển bên kia ấy. Cái đường này anh nghĩ là nó phải có cái thông thân đây. Nước thế này thì nó không có khối. Em kia là cái tuyển tốt, nó nói chuyện là cũng chiều sâu đấy, nó có không gian. Còn em thì em hướng dẫn đang vào này cho mọi người, nó cơ bản thôi. Tuyển thì hơi không để ý thì đặc biệt lần sau nhé, lần sau cái bài sau ấy anh đừng ghé những cây này. Mấy cây này của anh nó bị giống nhau quá, giống nhau mà nó cũng là ngoằng như kiểu là run đấy. Anh rút nghiệm đi, nếu có ghé thì mới tập chỉ ghé ít thôi, ví dụ mấy cái chỗ xa xa này mình vuốt lên ít thôi, thế là để cho mình làm quen với cái cách mà nhấn. Thực ra những chi tiết này nó là con dao hai lưỡi. Thằng giờ hai lưỡi sao có khi mình làm tốt thì nó rất là đẹp, tại vì nó là điểm nhấn, nó cũng là cái tăng tiết này vào điểm nhấn, nhưng mà anh làm không tốt thì nó chanh nó đát. Thì anh nhìn này, tất cả lá các cái cây này lá cây lá cho đến lúc anh quay suối anh cũng lòng lòng nữa, thế là nó rối nhiều, nhưng may là cũng nó cũng thứ yếu. Cái lúi xa này thì cũng chưa tốt lắm, cái xa này nó bị lâm, và anh đập cái cây lúc đầu anh đập nó cao quá, anh này bùi chỗ này chưa tốt. Nó tổng thể như này là như lúc anh kết thúc là được. Đối với sức của anh là anh, nhưng mà anh ghé rất nhiệt tình, được. Rất là đáng khích lệ. Cho anh sang bước của lúc em phục nhận.
trong 2-3 người là nhất. Mấy cái cò này là tốt, chung là nó như này thôi mà nhìn thì đẹp sáng hơn một tí hơn. Anh tôi thấy nó nhìn nó sắc sảo hơn. Ủa bây giờ mình lần đầu mình cầm bút nó run tay. Thì ai thấy được ngày xưa em cũng vẽ mãi được, nhưng mà các anh như này là quá tuyệt vời. Em còn lưu ý ấy, có một cái lưu ý là con cò hơi to, đằng sau cho nhỏ lại. Với hai là cái thuyền anh nó bị màu hơi thâm. Đấy, nhìn cái tuyến này màu nó tươi. Tươi thâm. Cái cây lúc nãy là hơi bị sáng quá, anh đẩy cái cam giữa rộng giảm rồi. Rồi tán nó cũng tương đối tốt, tán tốt hơn bài tuyến. Bài tuyến cũng là một bài tốt, nhưng mà bài này thì nghe bài là nó được tổng thể hơn. Được tuyến thì kiểu cái nó trong trẻo, anh ít phải hướng dẫn nhiều hơn mọi người. Nhưng tại thì anh thấy em đập cũng một rồi, anh cũng để cho em làm, anh dục em làm nhanh, tại vì em làm chậm quá. Chính là anh nghĩ là em phải làm nhanh hơn, tại vì em cũng được tiếp xúc rồi, anh cũng được hướng dẫn qua lần trước rồi. Anh nghĩ là em làm nhanh hơn, nhưng mà anh chỉ dùng em rồi, không đồng, khát nước nó hơi lâu. Em phải gạt thêm một độ nữa. Để bịt đỡ những cái dít dít nắc này. Cái này dít nắc nó bị cấm chân quá, thì thêm một số nước sáng nữa. Hoặc là cho một vài kia nó cũng ké nhẹ thôi, thì nhìn nó mềm mại hơn, khát nước nó yếu để nó đậm. Thực ra nó có đậm nhạt nhưng mà nó lại là yếu đậm nhạt. Tại vì nó bị đèn nhìn sao nó sương mù. Nó bị đèn. Nhưng mà cái nước này làm chưa tốt, cũng là đập, biết cách đập đấy, em cũng là một người khả năng là biết đập nước nhất ở đây. Và cái cách này là cũng là đúng rồi, nhưng mà nó chưa tới, tức là nó phải bông thì nó sáng không phải cả cái này, cả nước nó chưa sâu. Cái tùng thì nó bệnh chung em từ trước, em cũng bị cục đều. Cái này nếu mà lần sau vẽ cò nhiều thì đừng cứ đếm bậc thang rồi các cách nhau mà mình không phải là giải ra để tính tiền hay là gì, mà làm nó cũng có cục nó một tí. Nó một cục thì nó đẹp hơn đều giải, mà nó bị cách đều nhau. Rồi đó, cơ bản là được cái bài này, cái bài này rất là trong trẻo, còn bài cái cục là nó tương quan, nó so sánh ở đây thì chắc là có mấy bài của người đẹp này tốt hơn bài cục này. Với phục thì có một cái nữa, anh nữa lúc anh gạt nước, cái chân nước kia chưa được, gạt nó bị đứt quá, nó rời mà nó làm cho nước nó không có độ sâu. Đấy, lúc cái thuyền dở rồi, cái nước nó dở với cả cái này. Lúc em bảo anh đẩy cái này, lấy cái gỏ này, nhất là cái gỏ kia nó gần đầy bóng. Không có bóng thì nó một phần, nó có thể nó bừa bờ, nhưng mà ý là màu nó tối lắm. Kể ra cái cây đấy, anh làm nó đập thêm một độ nữa cho em, để cho nó sáng, bẩn, nó dính vào mỗi cây đấy. Nó cơ bản là thế. Rút kinh nghiệm bài sau, rút kinh nghiệm tiếp, hoàn thiện kỹ năng. Trời đẹp, cái này trời đẹp, cái này cũng được nhiều cái đường. Trời đẹp lắm. Sang bài của đề thì bị tùy tiện, giống gần giống như kiểu anh Đức. Tùy tiện đấy, cái trắng quá mà nó đều nhau, anh đã dắt đi ra lại. Em cho những cây vào là em để ý là cho cây nào thấp, cây nào cao, cây thấp thấp hẳn hoặc là cao hẳn ra, đứng cạnh nhau thì nó phải như thế. Đây em để ý là cho cây nào thấp, cây nào cao, cây thấp thấp hẳn hoặc là cao hẳn ra, đứng cạnh nhau thì nó phải như thế. Đây nó giống nhau là nó nhìn nó cũng đẹp. Còn hai hàng này mà nhìn cái nét trắng này nó khô quá. Anh bảo vuốt những cái này này là vuốt bằng sơn trắng. Nếu sơn trắng ấy, đổ sơn trắng xong cầm bút này nhớt lên, mình quen tay thì nhớt lên, được không thì mình bút trên xuống. Thì cái sơn trắng nó ướt sẫm, nó nhão rồi. Thì mình làm nét nó cũng bị sơ, đây như này nó sơ này. Đấy, bị sơ thì nó cảm giác là nó trong tranh thì còn cầu thả nó, đại khái nó khó và nó học tranh. Vẽ cái gì ta sẽ cho vào là mình cũng cân nhắc từ cái bài sau ấy. Cho vào cân nhắc. Và nếu mà cho vào sẽ bị nó xấu tranh đi thì đừng cho. Đấy. Thì anh cũng muốn cho mọi người là chủ động muốn biến tấu, là biến tấu là cái khung chính là anh dẫn khác hình như thế, thêm chi tiết được, nhưng mà thêm những tùy tiện quá nó xấu. Ba cái điểm tệ quá, cái này nó sụp được tối, và bao lần đợt sáng lên cũng được.
Nhưng mà cò thì đối với em là hơi khó. Khả năng em đấy ạ. Đâu phải. Không biết rồi. Cái nước thì có nghiên cứu hơn, đỡ hơn tí. Cò của em là yếu nhất. Nhưng cái thuyền thì lại được hơn. Được hơn. Đấy, còn mấy cái cây đỏ kia lúc em bảo là em đập thêm nước sáng nữa đi. Mà nó cứ vậy. Em nhớ là anh bảo là vé lại anh ghét ghen đúng không? Xong rồi đập thêm cái sáng đi. Hồi đầu nát nữa thì trước khi rủ bút thì mọi người anh nói cái gì mà còn ấy thì đợi lại một tí. Mấy cái cây của em bằng nhau đập cho nó sáng đi. Còn cái tùng thì mà nát của em là xấu nhất. Nhưng mà nó thật xấu thì cũng ấy, cũng có lý. Tại vì anh cũng không đập của anh thì nó em mỗi mấy cái cảnh em đập hết. Thế cả ngay đầu cũng cục em cũng bị hỏng rồi. Cái tùng nó em hỏi em căn vào giữa đấy, em căn thế là lệch. Thế là phần đấy cái tán xã thì nó lại dài rồi. Thế là nhìn nó bất hợp lý. Đúng không? Bất hợp lý, xong này lại còn nhiều bó thân nhiều quá đấy. Nó lại nặng, bị lặn cái lá. Gốc người to. Đấy, gốc thì nó đi cái độ búp nó thấy quá, đột ngột quá. Nó to đẹp không? Đấy, nhưng mấy cây thì đều gốc cây này. Cây này gốc tốt nữa. Nó vừa cái độ cao nhé, vừa độ cao tán rồi nhé. Nhưng mỗi cái tán là nó bị lỗ búp. Nhưng mà cây chanh này bán tốt. Mấy chanh này. Đại khái là bây giờ có ba nước là bán thì tốt. Đấy, ở hàng này. Đó, cuối cùng là của Thành nhỉ? Thành thì đúng rồi, ông kia nhận xét đúng rồi, với đấy thì không nói nữa, thuyền không to, thuyền như bạn giao thông thì cũng đúng đấy, mới to. Thôi thì cái không nói đấy, tại vì là phát hình thì như anh biết là lỗi mà, như anh cũng có đề mắc lỗi bình thường, nói thì để biết ăn rồi trong kinh nghiệm. Thế còn tổng thể thì đầu tiên thì em hơi biết tất cả những cái cây gần thì... để cả những cái cây gần này lúc đầu em làm biết quá lát mà nó cứ tung hết cả nó khối để cái trong kia nó cứ mơn mơn không bảo nó đẩy nó kiểu chu dèo quá. Nhưng sau này thì được cái thác thì thực ra là cấu trúc có rồi, mỗi là hơi bậc thang thì hơn là sau khi để ý thì giảm cái bậc thang nó đều nhau cái khe này nó hơi mơn duyên. Bật. Mà nó kiểu là có băng, nó nhiều thăng, nó chảy, nó đang kiểu tranh trên đắp xi măng. Nó kiểu tranh đắp xi măng là con vuốt xi măng thôi. Chừa xuống tô màu. Cái tranh vẽ của mình nó đẹp hơn tranh đắp mà nó linh động về hình. Nó uyển chuyển, nó bền, nó đường giáp tay nó rất là tốt. Nó sẽ đẹp hơn tranh đắp. Đấy của em cũng bị dính như là khá hơn tí hơn, giống mấy cây đỏ này. Nhưng em thì tốt hơn là nó có thể khác nhau, nhưng cái chấm của em nó bị thủng đấy. Chấm của em nó các cái sắc nó cứ lốp bốp thế là nhìn nó cứ bị nó dối, một là dối, hai là cái sắc nó không ăn với nhau, nhìn nó không ngọt, nó không êm ái. Mấy cái kia sửa lên sửa xuống thì cuối cùng được cái này đẩy lên là nó nói chung không phải tệ lắm, cái kia tệ hơn rồi, cái này thì là bình thường. Cò vàng thì được, cò có mấy con là được, đẹp. Tự tin về cò, em thì sẽ cò với cái... Có khi nót nhất, em nót rất đẹp nhé. Hôm đầu tiên em đến nót, anh thấy đánh giá rất được và đúng là có học trải qua cũng tốt hơn. Nhưng mà tại vì ở trong trường em cũng ngay không được học các cái này. Này mình tự mày mò mình làm. Thì em chuyển sang đập cây là bắt đầu nộ ra ngay. Biết ngay là chưa từng bao giờ làm. Đấy thì bối rối tí nhưng mà cuối cùng cũng được ổn, nói chung là nhìn thôi, nhưng mà bước này cũng là bước tốt, tại vì nó cứ ven đi ven lại nó lại thành cái độ sâu, sửa nhiều nó lại thành cái độ sâu lại hay. Đấy, anh đầu tiên là rất thích cái này nhá. Đấy, thích cái này, cái này khá tốt này, cái này em cân đối cái độ lạnh khá tốt. Mấy cái lạnh này là nhiều người đa số người bị cái lạnh này là loay hoay. Nói này này này, quên màu là một, cái hai là chấm thì nó hay bị sượng màu, nó lấy em vào nền là tuyến làm cũng tốt.
làm mấy cái độ lại của em là khá đấy, được không? Nhưng chỉ mỗi cái tán của em nó tương ứng nhau, cái độ lại của em làm được. Ừ. Còn cái này cũng được, thỉnh thoảng lại lạnh nhưng mà tấm này vào lại nó lại nó ăn nó không bị sượng. Rồi cái này được, và cái dẻo bên đầu tiên em lót xong em gạt núi anh thấy được, là nhìn nó bơm bơm nó hay đấy. Cũng nói núi này hình núi của đề là tốt, anh nói từ núi cũng vậy, nó cũng không phải không được như này nhưng mà cũng nhìn được, vì là cái dãy trước này, cái dãy giữa này nhìn là cảm giác là tốt. Thôi rồi, ok thì cho nó nhanh thì bây giờ thôi mọi người hất bờ nó lấy sửa sang cái gì mà có thể đập thêm được, trong là mình bóc thôi, bóc cái bắn học bài mới.